Điều gì xảy ra trong năm 2024 mà giới siêu giàu trên khắp thế giới ráo riết chuẩn bị tâm lý cho những kịch bản tận thế? Các nhà lãnh đạo trên khắp thế giới cũng đang xây dựng các tầng hầm kiên cố. Đây có phải là thuyết âm mưu về một thế giới mới mà người dân của chúng ta không bao giờ biết được? Và cái chu kỳ của Thượng Nguồn Thánh Đức kéo dài 40 năm, từ năm 2027 tới năm 2067, ứng với câu con ngựa lại đá con dê, khắp trong trần hạ giải bề gian lao của Đức Huỳnh Giáo Chủ có đang diễn ra theo một chiều hướng tích cực hay là tiêu cực, thì chúng ta phải xem video của ngày hôm nay. Trong bài video gần đây á, thì Quang có chia sẻ về chu kỳ 40 năm của Hạ và Thượng Nguyên. Thì Hạ Nguyên á, thì từ năm 1987 cho tới 2027, và Thượng Nguyên Thánh Đức á, là kéo dài từ 2027 tới 2067. Và trong đó có những mốc quan trọng như là năm 27 nè, rồi 33, 44 nè. Và các bạn biết không, đây là một trong những chia sẻ của một nhân vật tạm gọi là người ngoài hành tinh hay là đa chiều kích, tên là Basa. Và đây là một người bạn đến từ tương lai đã nói chuyện trong vòng 35 năm thông qua cơ thể của ông Dairi Anka. Và bắt đầu từ năm 2024 thì trái đất mới bắt đầu thanh lọc, thanh tẩy và thanh trừ những tầng số thấp để chọn lựa những tầng số cao để chuẩn bị cho một kỷ nguyên mới của trái đất. Thì chúng ta có thể xem lại video này ha. Từ hồi nãy giờ thì Quang chia sẻ ở video trước, và đây là một video nói hoàn toàn về phương Tây. Nhưng mà có một điều rất là bất ngờ, không biết phải là ngẫu nhiên hay là trùng hợp nữa, nhưng mà ứng đúng với câu nói sấm giảng của Đức Huỳnh Giáo Chủ: mèo kêu bá tánh lao sao, đến chừng rồng rắn máu đào chỉnh ghê, con ngựa lại đá con dê, khắp trong trần hạ nhiều bề gian lao. Các bạn có thấy là ở bên phương Tây á, thì họ nói là năm 2024 là bắt đầu cái hành trình thanh trừng của vũ trụ. Nhưng trong sấm giảng của Đức Thầy á, thì có câu là đến chừng gồng gắn máu đào chỉnh ghê. Ủa? Năm gồng gắn là năm 2024, bước tới năm 2025. Các bạn thấy nó có sự trùng hợp đáng kinh ngạc luôn. Và tiếp theo nữa là ở phương Tây á, tức là ông Basa này nè, có nói là tới năm 2027 trở đi thì trái đất mới hình thành, tức là cái thời kỳ của Thượng Nguyên Thánh Đức ra đời. Thì khi đó thì khắp nơi trên thế giới sẽ đón chào những cái điều mới. Chúng ta có thể giao tiếp với những gọi là bộ tộc mà chúng ta chưa từng biết nè, hoặc là những loài mà sống dưới lòng đất, hay là những sinh vật ngoài hành tinh và có thể kết nối với chúng. Thì đó là những dự đoán của ông ta. Tuy nhiên á, đối với câu thơ của Đức Huỳnh Giáo Chủ là như thế này: con ngựa lại đá con dê, khắp trong trần hạ giải bài gian lao. Qua không tin được là tại sao hai cái phương, một phương Đông là dự đoán của một cái ông gọi là mới đây thôi, cũng chừng 35 năm thôi, nhưng mà đối với Đức Huỳnh Giáo Chủ thì khá lâu rồi nha, nhưng lại có những cái điểm tương đồng. Thì không biết là ngẫu nhiên hay là vũ trụ sắp xếp ở những cái tầng thượng á, họ bắt gặp nhau. Thì Quang thấy khi mà Quang làm đề tài này, nó có cái gì đó cho Quang một cái cảm xúc nào đó thấy rất là tự hào. Không biết các bạn có thấy gì không? Quang cũng là người á, tìm hiểu ít nhiều về những tâm linh của phương Tây, những huyền học của phương Tây. Nhưng thật sự mà nói á, là có lẽ Quang sinh ra ở một đất nước hình chữ S với bề dày của lịch sử, rồi văn hóa, tín ngưỡng, tâm linh và tôn giáo nữa. Cho nên Quang thấy bản thân mình á, nên quay về cội nguồn để chia sẻ nhiều hơn. Cho nên cái việc tìm hiểu về những thông tin của phương Tây á, nó chỉ chiếm một phần nhỏ thôi. Nhưng mà khi đang xen lại á, Quang thấy nó có một cái gì đó nó rất là thẳng hàng, rất là ngay lối. Và dường như á, dù phương Đông, dù là phương Tây, hay là âm hay là dương, mặt trái là mặt phải, đều nói về một thứ gọi là sự thật. Và chưa dừng lại đó đâu nha. Thì vào tháng 12 năm 2023 là mới đây nè,
thì Mỹ đã đưa tin tỷ phú Mark Zuckerberg, tức là CEO của Meta, thì các bạn biết Facebook á, là cái ông này là tạo ra Facebook nè, là ông tỷ phú này nè, đã mua lại những vùng đất rộng lớn của đảo Hawaii. Zuckerberg và vợ đang xây dựng một khu phức hợp khổng lồ trên mảnh đất này và ước tính có thể tiêu tốn hơn 200 triệu USD luôn. Có vẻ là kế hoạch về một hầm ngầm khổng lồ. Các bạn biết là cái cha này mua cái mảnh đất đó làm gì không? Làm tầng hầm chuẩn bị cho ngày tận thế. Và cái điều ấy gây ra cái sự tò mò trên khắp thế giới luôn. Người ta đặt hàng tá câu hỏi tại sao Mark Zuckerberg lại xây dựng hầm trú ẩn tận thế riêng ở Hawaii, và các tỷ phú đã biết điều gì, hay là có điều gì đó xảy ra vào năm 2024 mà họ chưa cho chúng ta biết. Báo Mỹ đã đưa lên những thông tin này và cũng được chứng thực bởi các nguồn thông tin chính thống tại Mỹ. Thì các bạn biết không, nếu như không có gì thì tại sao các nhà tỷ phú này, giới siêu giàu này hay các chính trị gia này chuẩn bị cho một thời kỳ mới, chuẩn bị những tầng hầm bí ẩn hay gọi là hầm tận thế. Họ biết được những gì mà chúng ta không biết. Thì khi mà Quang tìm hiểu thấy wow, hay à nha. Không lẽ Quang biết á, mà Quang không nói, mà nói ra thì có người không hiểu rồi, thì Quang lại bị chửi. Không mà thôi, bị chửi nhiều rồi, cãi đi, mê quá rồi, phải nói thôi. Các bạn biết không, thì hãng tin Bloomberg á, tại trụ sở ở Texas, Mỹ á, cho biết hãng này đã lắp đặt hầm trú ẩn tận thế cho 7 doanh nhân thung lũng Silicon ở New Zealand trong vòng 2 năm qua, vì họ lo sợ chiến tranh hạt nhân nè, các đại dịch giống như dịch Covid nè, hay biến loạn xã hội, trong đó có biến đổi thời tiết, rồi nhằm vào những người giàu, giới doanh nhân công nghệ đã lên những kế hoạch tinh vi, khó tưởng để tháo chạy khỏi nước Mỹ. Khi mà Quang chia sẻ ra điều này á, để Quang có cái bằng chứng để cho các bạn xem cho nó kỹ lưỡng. Và đây là những cái thông tin Quang cung cấp thêm nè. Trong lúc mà cả nhà đang xem một số hình ảnh mà Quang đang cung cấp á, thì Quang cũng nói thêm một vài chi tiết nhỏ nha. Và ngay cả tỷ phú Bill Gates á, được tin là đã bỏ tiền vào những căn hầm trú ẩn sang trọng nói trên. Và không giống như những căn hầm tận thế trước đây đã xây dựng, hầm của giới siêu giàu ngày nay đã đủ sức chứa thực phẩm trong vòng 1 năm, cùng với khả năng chống lại động vật do tường làm bằng sắt thép. Có tỷ phú muốn xây hầm để trú ẩn bên cạnh những người thân yêu, số khác lại yêu cầu các công ty xây cho họ cấu trúc gần gũi với cộng đồng để họ vẫn có cảm giác được sống trong thế giới thực, bất chấp việc đang đối mặt với thảm họa. Và các bạn biết không, nhiều hầm chứa tên lửa và bong ke quân sự được các công ty hầm trú ẩn tận dụng, cải tạo thành những căn hộ cao cấp hoặc ngôi làng ngầm. Chúng được trang bị gạp chiếu phim nè, lớp học nè, vườn hoa, hồ bơi, trung tâm phẫu thuật, spa, gym nữa, và các dịch vụ vui chơi và giải trí khác. Nơi trú ẩn này đặc biệt tới mức được trang bị hệ thống xe điện nè, chở cư dân tới nhà hàng, cửa hàng cà phê, hồ bơi, rạp chiếu phim và những phòng game nữa. Không biết các bạn ở đây có coi phim Ký sinh trùng của Hàn Quốc không? Thì đó là một trong những gọi là tầng hầm cũng nói lên giới siêu giàu đang chuẩn bị cái gì. Và không chỉ những giới siêu giàu không đâu, những nhà lãnh tụ, những nhà chính trị của thế giới cũng đang chuẩn bị, trong đó có Trung Quốc. Thì Trung Quốc là một trong những nơi mà gọi là chuẩn bị cái hầm tận thế gọi là nhiều nhất trên thế giới luôn á. Nằm dưới công viên rừng quốc gia ở Tây Sơn, Trung Quốc á, thì hầm trú ẩn hạt nhân cách trụ sở chính phủ ở trung tâm Bắc Kinh 20 km về phía tây bắc. Đây là hệ thống đường ngầm và hang động với kích cỡ như một thành phố nhỏ, ghê chưa, và một nghiên cứu do chính phủ tài trợ luôn. Nó được sử dụng để bảo vệ các lãnh đạo cấp cao của Trung Quốc cùng với phụ tá, binh sĩ, nhân viên trong trường hợp bị tấn công bởi bom hạt nhân. Lối chính vào hầm là công viên rừng quốc gia Tây Sơn, giúp cho các nhà lãnh đạo Trung Quốc có thể nhanh chóng từ Trung Nam Hải, nơi ở và làm việc của họ, tới được nơi lưu trú trong trường hợp khẩn cấp. Chính quyền vẫn có thể tiếp tục hoạt động từ trong tầng hầm này. Ây chà chà, tất cả đều đã chuẩn bị sẵn rồi, từ giới siêu giàu
từ các tỷ phú, từ các nhà lãnh đạo. Vậy thì những người dân bình thường như chúng ta chuẩn bị cái gì? Gọi là mình nghèo thì mình đâu có những cái điều kiện ấy đâu. Nhưng mà yên tâm, Quang có cách, hãy xem tới cuối video này nhé. Thì các bạn biết không, cái cụm từ tặng thế này kia nọ thì Quang thấy là nó chung chung. Thì nó có rất là nhiều cái mà gọi là tặng thế. Thì trong đó thì Quang suy nghĩ ra được có 3 trường hợp để dẫn tới cái điều ấy. Tức là mình nói theo khía cạnh của mình nhìn nhận thôi nha. Thì đầu tiên là sự nổi giận của mẹ thiên nhiên, chẳng hạn như là thiên tai, lũ lụt, rồi hạn hán, rồi sóng thần, núi lửa, vân vân. Nó sẽ làm biến đổi đi rất là nhiều quốc gia trên toàn thế giới nếu mà nó diễn ra liên tục và nhiều nơi, đúng không? Thì các bạn nhìn kỹ, nếu mà cái nhân đầu tiên là do chúng ta chặt phá rừng nè, chúng ta không bảo vệ môi trường nè, thì nó dẫn tới cái quả là mẹ thiên nhiên nổi giận thôi, do cái sự cộng nghiệp của chúng ta mà. Quang không biết là mọi người có nhận thấy điều đó hay không, riêng bản thân Quang cũng có, tại vì Quang đã chạy xe máy thì chắc chắn Quang cũng góp phần một phần để làm cho mẹ thiên nhiên nổi giận. Yếu tố thứ hai thì Quang nghĩ nói về tình hình của xã hội, chẳng hạn như dịch bệnh nè, kinh tế nè, cũng xuất phát đầu tiên là gì, là cái lòng tham của chúng ta. Thì chính cái lòng tham nó mới cộng nghiệp thì nó dẫn tới những cái hệ lụy, chẳng hạn như vừa gọi là dịch Covid, các bạn thấy đó, đó chỉ là một cái nhỏ thôi, nó còn nhiều thứ hơn thế nữa. Và yếu tố thứ ba, ở trường hợp 3 là Quang nghĩ là ở nghiêng về chính trị chẳng hạn, cũng là cái lòng tham của tất cả các quốc gia muốn xâm chiếm, muốn xâm lược, cho nên là dẫn tới một cái hệ lụy là người dân của các quốc gia sẽ chết đi vì những cái vũ khí như là vũ khí sinh học, vũ khí hạt nhân, vân vân. Thì Quang thấy đều là do cái sự cộng nghiệp, đều do lòng tham, và kinh khủng nhất vẫn là con người. Cho nên cái quả xảy ra là dẫn tới tận thế. Các bạn thấy không, khi mà Quang phân tích ra cái này á, các bạn thấy rõ là nó đâu có gì đâu mà nó thuộc về tâm linh đâu. Tất cả những cái nhân á thì nó đều có cái quả, do con người tạo ra hết, từ lòng tham của con người hết. Cho nên là cái việc mà tình hình kinh tế, chính trị, xã hội, nếu các bạn có để ý về thời sự hay là có tìm hiểu về tình hình của thế giới á, thì tất cả nguyên nhân á, nếu mà cộng nghiệp lại thì dẫn ra cái việc tận thế là đương nhiên, nếu mà con người không biết gìn giữ cái trái đất xinh đẹp của chúng ta. Thôi bây giờ chúng ta chút ý lại ha. Khi mà Quang làm đề tài nè, Quang thấy rất là hay nha. Từ ông Basha, tức là nói về phương Tây á, họ cũng có những dự đoán về tương lai năm 2027 tới năm 2067. Rồi nói về sấm cơ của Đức Quỳnh Giáo Chủ, nó cũng y chang ở trong cái ba game này. Trong đó có những dẫn chứng mà Quang nói về giới thiêu siêu giàu, những giới lãnh đạo trên khắp nơi trên thế giới á, thì có lẽ là trong giới siêu giàu này các vị lãnh tụ á, thì biết những cái điều này mà chúng ta không biết không, hoặc là họ có những thuyết âm mưu nào đó. Các bạn biết NASA là cái người mà biết được rất là nhiều thông tin về UFO, về alien, nhưng họ đâu có công bố đâu, mặc dù họ đã chứng kiến và có những bằng chứng xác thực mà họ đâu công bố ra đâu. Cho nên là những gì mà Quang biết bây giờ nó nhỏ xí vậy nè, trên một đống thứ mà thế giới đang có. Thậm chí những gì Quang đang nói nó cũng là những cái mà người ta đã biết rồi nữa. Cho nên là, nhưng mà với cái lòng gọi là muốn truyền tải những cái thông tin hay, những cái thông tin giá trị và mang những cái âm hưởng thuộc về phương Đông á, thì Quang cũng có thể ngồi đây để chia sẻ ra, để cho chúng ta mỗi người góp một chút, để nhiều người có thể biết được những cái điều lợi lạc này. Quang nghĩ đó cũng là một cái cách mà Quang muốn truyền tải về những cái thông điệp của tương lai. Ở một khía cạnh khác nữa thì không loại trừ một trường hợp là do họ quá nhiều tiền, không biết xài vào đâu, cho nên họ xây dựng những tầng hầm đó giống như cái cuộc chơi của họ. Đang nói chuyện thì cúp điện, thì Quang cũng không trừ cái trường hợp là không biết là cuộc đời này nó có những cái bất ngờ mà không biết, cho nên bật đèn lên nói luôn cho nó xong ở video ngày hôm nay. Thì đôi khi có những cái trường hợp trong giới siêu giàu mình không biết được đâu, họ quá nhiều tiền, họ giàu thì họ phải bỏ tiền ra giống như cái trò game, trò chơi của họ vậy mà. Cho nên khi Quang nói cái điều này, Quang thấy là có nhiều người nói tại sao họ có tiền không làm gì thiện. Xin lỗi bạn nghe, bạn đừng có chỉ người giàu kiếm tiền, họ có tiền không muốn làm gì họ làm. Cho nên đây cũng là một cái bạn thấy bình luận Quang hay nói thôi, sao có nhiều người giàu sao họ không lấy tiền của họ làm từ thiện, họ làm từ thiện sao bạn biết, đúng không? Giới siêu giàu á, thì họ có tiền để họ làm những cái điều ấy, và những nhà lãnh đạo, những nhà chính trị á, thì họ có cái điều kiện để họ chuẩn bị. Vậy thì chúng ta là những người dân nghèo, chúng ta là những người không có những cái điều kiện đó, thì chúng ta chuẩn bị cái gì?
khi mà tận thế đến. Không có một cách nào khác, đó chính là chúng ta tu tập. Tu tập tức là tu theo đạo. Đạo là mỗi người sẽ chọn cho mình một con đường, những pháp môn phù hợp để đi tu. Chứ không phải là đạo là mình có tôn giáo rồi mình phân biệt tôn giáo này tôn giáo nọ. Thật sự tất cả tôn giáo đều đúng cả. Cho nên khi ở đây Quang muốn nói là khi mà chúng ta tu thì chúng ta chắc chắn sẽ nâng cao cái tần số rung động. Vậy thì làm sao nâng cao tần số rung động? Thì chúng ta quay về bên trong, chúng ta hiểu mình hơn mỗi ngày, thấy được cái ánh sáng của chính mình, biết yêu thương nhiều hơn, cho đi nhiều hơn, tha thứ cho mình và tha thứ cho người. Và cái điều đặc biệt hơn là chúng ta phải lan tỏa những cái tình yêu thương. Thì đối với riêng Quang là những năm gần đây là Quang hay làm những thước phim như thế này để giống như là một cái sự cổ vũ nhỏ nhỏ thôi, chứ Quang thấy mình rất là nhỏ bé trong một cái vũ trụ to lớn. Thì giống như Quang nói là cái thế giới mới là cái thế giới không phải là của vật chất, là một cái duy độ mới, gọi là duy độ tinh quang. Còn tận thế đến có thay đổi như thế nào đi chăng nữa thì chúng ta đã nâng cao tần số rồi, chúng ta đã hiểu được chính mình rồi, thì dù tận thế đến thì chúng ta đâu cần sợ nữa đâu, đúng không? Thì nó đâu phải là cái xác này đâu, tại vì xác này chỉ là cái xác tạm bợ, là một ngôi nhà thôi. Chúng ta có thể, cái linh hồn mình mới gọi là cái sự vĩnh cửu, và cái thế giới mới là cái thế giới dành cho những linh hồn thuần dương. Cho nên chúng ta không cần sợ. Ở một thái độ nào đó, chỉ cần tu tập, hiểu chính mình là chúng ta có thể không sợ bất cứ cái gì cả. Vậy thì dù có tận thế, dù ngày mai có đến như thế nào, thì chúng ta vẫn an lạc và tự tại ngay cái thời điểm hiện tại thôi. Đâu có cần lo đâu, gầu làm cái gì. Tại vì nó sẽ tới, chắc chắn phía trước nó sẽ tới, nhưng mà nó tới nó cũng đâu giải quyết được gì đâu. Thay vì chúng ta gầu, thay vì chúng ta đau khổ, chúng ta trông chờ, thì chúng ta sống trong cái hiện tại để khi nó đến chúng ta không có hối tiếc nữa. Thì đó là những gì Quang thấy, Quang cảm nhận. Và bạn nên nhớ rằng á, năm 2024 rồi, quên tiên tri đi. Và bạn chính là một vị Phật của tương lai. Và đó là những gì mà video ngày hôm nay Quang muốn trình bày, muốn chia sẻ và mang đến những thông điệp đầy những giá trị mà hôm nay Quang cũng cố gắng chia sẻ. Mặc dù hôm nay rất là mệt, đi đường rất là xa, nhưng mà Quang tin là những cái này nó sẽ giúp ích một phần nhỏ cho các bạn. Quang chia sẻ như vậy thì các bạn thì sao?